có giảm giá thì chúng ta sẽ check nó ở đây. Đó, tương tự với ảnh cũng vậy, không phải lúc nào chúng ta cũng upload ảnh lên. Giả sử như vậy, chúng ta không nên ràng buộc quá chặt chẽ chỗ này là cứ phải bắt buộc thì nó sẽ khó cho người dùng. Đó. Và những cái cơ bản nhất thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải validate rồi. Đó, lúc này quay trở lại đây này, anh xếp lại này. Nó báo là không định nghĩa thuộc tính update or created. À, anh viết sai, update or created thôi. Đây, anh cạnh nó lên này. Đó, thì nó báo là cái giá trị price của chúng ta nó đang không thuộc cái giải giá trị mà kiểu data của nó quy định. Đó, thì chúng ta phải xem lại thằng price này, phần shader chúng ta đang quy định như thế nào. Nó là float. Nó là float. Float. Anh sẽ xem cái migration kiểu float xem nó đang như thế nào. 82. Anh sẽ định nghĩa lại cái phần dữ liệu này. Anh sẽ để kiểu này đi, cho nó lớn đi. Đây chưa? Discount tương tự như vậy. Sẽ chạy migration lại. Migrate rollback. Refresh. À, rồi. Đây sẽ là discount, sorry các bạn. Rồi. Anh sẽ thêm category lại. À, search này. Bell này. Đó, và chúng ta có một cái phần gọi là đây, 1, 2 này. Phần này trước anh tưởng là chúng ta đã validate rồi nhỉ. Nó không được phép là chính nó này. Parent không được phép là chính nó này. Lát nữa chúng ta sẽ kiểm tra lại. Rồi bây giờ quay trở lại phần product đã. Rồi, anh nhập 21 triệu mà không được. Phần discount not null. À rồi, do anh vừa sửa ở đây. Nó sẽ phải là unable. Đó. Phần này cũng vậy, phải là unable. Đó. Rồi, anh quay trở lại phần Postman, anh thêm category. À, rồi, thêm category này. Với category là Dell đi, thì anh sẽ để parent là 0. Đó. Ngoài ra thì anh sẽ có thông tin khác như là assets. Anh sẽ để là 0. Này. Hay là Apple. Anh cũng sẽ để là 0. Để đã. Đó, chúng ta đang có 3 danh mục. Thì anh sẽ thêm cái thông tin sản phẩm này vào danh mục thứ nhất, mục 2 như thế này. Biến product có S đang chưa được định nghĩa.
Có nghĩa là chúng ta đang có lỗi ở trong phần service. Đây, ta đang bị sai đây. Sau khi tạo xong product thì nó sẽ attach category vào và nó trả về thông tin sản phẩm như thế này. Đó, thì các bạn sẽ thấy lúc này chúng ta đã trả về thông tin sản phẩm này. Đây, iPhone bằng 2 có ID. Chúng ta đang chưa thêm được vào thì phải các bạn ạ. Đó, product của chúng ta vẫn 5. Mà đây thì thành công rồi. À rồi, sorry các bạn. Commit xong thì chúng ta mới return. Ta chưa commit. Đây, anh chạy lên. Đó, thì chúng ta lấy ra được cái sản phẩm là như thế này. Được chưa các bạn? Chúng ta có thông tin sản phẩm là như thế này. Đó. Ok chưa? Và chúng ta thử xem là đúng sản phẩm này của chúng ta nó đang có category là hai cái kia hay không. Thì chúng ta chỉ cần trỏ đến category. Đó. Thì các bạn nhìn thấy ngay hai category thuộc cái sản phẩm này. Được chưa các bạn? Rồi, ok. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần update. Chúng ta sẽ xử lý cho phần update sản phẩm. Thì đối với update sản phẩm anh sẽ đặt ticket nó lên, nó khá là dễ thôi. Đây anh sẽ là update product. Đó. Thì cái router của chúng ta method của nó sẽ là phải là push. Thì đây anh sẽ chuyển lên sản phẩm chúng ta có ID bằng 3. Được chưa các bạn? Anh vẫn lấy thông tin như thế này, nhưng lúc này anh sẽ cập nhật nó ở đây sẽ là 3. Có nghĩa là anh thay đổi danh mục mà cái sản phẩm có ID bằng 3 này. Anh sẽ thay đổi danh mục cho sản phẩm có ID bằng 3 như thế này. Được chưa các bạn? Thì có nghĩa là lúc này đối với sản phẩm này của chúng ta sau khi update xong thì nó chỉ còn một danh mục thôi là 3 thôi. Thì chúng ta sẽ xử lý nó như thế nào? Thì chúng ta sẽ xử lý như sau. Ở phần update category này, ở phần update này, anh sẽ bê thằng này sang. Đó. Try. Được chưa? Thì anh cũng sẽ respond về cái product này. Đồng thời ở đây anh cũng sẽ lấy ra được các input như thế này, nó không khác gì cả. Đó, nó khá là giống nhau, thậm chí là các bạn sẽ nhìn thấy đây nó hơi bị trùng lặp code một chút. Anh vẫn viết riêng để các bạn dễ hiểu nhất đã. Đó, anh vẫn sử dụng save, vẫn sử dụng validate này, nhưng trong trường hợp này chúng ta có ID truyền vào. Đó, được chưa? Hàng save này của chúng ta sẽ như thế này. Chúng ta có ID truyền vào như thế này. Chính là ID của product. Vậy thì trong service lúc này chúng ta sẽ làm gì? Trong service của product chúng ta sẽ đi kiểm tra. Chúng ta sẽ đi kiểm tra như thế này. Nếu mà không có ID thì làm gì cũng được. Nhưng một trường hợp có ID thì nó sẽ không phải là attach nữa. Trường hợp không có ID thì nó sẽ là như thế này. Anh sẽ đi xin như thế này. Nếu trường hợp có ID thì lúc này product của anh nó sẽ phải là category. Họ đi xin như thế này. Đó, và anh truyền category ID vào. Được chưa? Còn mọi thứ vẫn giữ nguyên. Bây giờ anh chạy thử lên này. Nếu ok thì là chúng ta sẽ có sản phẩm. À, lúc edit thì phần tên sản phẩm các thứ nó báo là đã tồn tại này. Thì chúng ta sẽ validate giống như hôm trước và chúng ta làm cho category. Đây này. Phần request. Trong request này của chúng ta sẽ xử lý nó như thế này. Đó.
anh sẽ lấy cái request này sang, hoặc là các bạn viết trò đến ID cũng được. Đây thì ở đây nó chúng ta sẽ check như thế này, anh sẽ sử dụng viết trò đến ID xem ok không. Product này, phẩy name đó và phẩy tiếp ở đây sẽ là gì, thì anh sẽ phẩy name này, rồi anh sẽ phẩy, anh sẽ nối chuỗi với git ở đến ID xem nó có hiểu không. Đó tương tự ở đây nó sẽ là require ở đến cái gì, require trở đến product trở đến slack phẩy git trở đến ID. Đó, anh chạy thử lên xem nó có báo lỗi vậy không. Nó vẫn báo tên sản phẩm. Rồi, thì lúc này anh sẽ dùng request giống như bên này. Product xem này. À, ok. Thì đỡ phải dùng thêm thằng request, có nghĩa là git trở đến product chính là cái tên router của chúng ta đấy, thì nó lấy ra được ID các bạn nhé. Thì lúc này nó sẽ update thành công và anh sẽ kiểm tra xem sản phẩm của nó lúc này sẽ là như thế này. Chưa được, nó vẫn đang là hai category này, một và hai này, có nghĩa là thằng scene này đang chưa ổn. Đó thì anh sẽ làm như sau, tạm thời anh sẽ xử lý nó như sau. Anh sẽ xóa hết category đang có bằng cách là làm như thế này. Làm như thế này thì nó ảnh hưởng đến phần thống kê đấy, nhưng tạm thời anh sẽ làm như thế này trước ạ. Sau đó anh attach những category mới vào. Đây, trong trường hợp này chúng ta chỉ có một cái là 3 thôi. Đó, tên sản phẩm đã tồn tại, setup đã tồn tại, vừa nãy không bị mà nhỉ. Product của chúng ta anh gọi lên own, ở nó đang có hai product rồi các bạn ạ. Đó thì vấn đề ở đây là gì, vấn đề ở đây là chỗ controller chúng ta truyền vào này, chúng ta truyền ID này, request này chúng ta truyền ID này, và trong service shape này của chúng ta, các bạn xem này, product shape nhận được ID này, nhận được category này. Nhưng mà lúc shape ở đây chúng ta lại không truyền vào, rất là mệt là như vậy đấy. Đó nên nó tạo mới. Vậy thì anh sẽ Ctrl Z lại ở chỗ service này nhé. Đây này, xem chúng ta dùng scene có bị ảnh hưởng gì hay không. Đây này chúng ta sẽ truyền ID đi. Đó, anh chạy thử lên này, đối với tháng 3 này thì nó đang có, đây là lỗi mới phát sinh tầng 34, thiếu chấm phẩy thôi. Tên sản phẩm đã tồn tại với ID là 3, đúng rồi, tại vì chúng ta đã thêm tầng 4 thì vào đó khá là dở. Sẽ xóa tầng 4 đi đã, file 4, rồi anh sẽ delete như thế này. Update này. Ok, thì anh update thành công này. Lúc này chúng ta kiểm tra lại thằng 3 xem là category của nó đã được update hay chưa. Đó, thì các bạn thấy category được update thành 3 này. Ok chưa? Lúc này nếu mà anh giả sử anh thay đổi ở đây
category ở đây anh truyền vào là 1 và 3 thì nó sẽ update cho anh như thế này, 3 và 1. Đó. Anh chạy lên anh update thành công và anh kiểm tra đây này. Thì lúc này product của chúng ta nó sẽ phải là 3 và 1. Đó, category là 3 và 1 này. Được chưa các bạn? Nếu anh để là 2 thì nó cũng sẽ phải thay đổi cho anh. Chỉ còn 2 thôi. Đó. Ở đây, anh chạy lên này. Xem category chỉ còn 2 thôi. Chỗ này các bạn hiểu không? Lớp mình hiểu không? Đó, thì vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cái phần quản lý sản phẩm với API danh sách và phần thêm sửa. Còn phần xóa nó nữa thì nó cực kỳ đơn giản, anh sẽ hoàn thiện nó luôn. Đây, đối với phần xóa thì chúng ta dùng phương thức destroy. Function. Và chúng ta truyền lên một cái ID. Đó, nó giống như category thôi. Anh sẽ lấy nó sang, lấy format của thằng category sang. Đây như thế này. Thì đối với product, anh sẽ gọi đến product repository. Đó, như thế này. Và trong repository thì anh sẽ có phương thức destroy. Product repository anh sẽ có phương thức destroy sẽ là public destroy. Anh sẽ truyền vào một cái mảng ID như thế này và bên trong này anh sẽ return về zip cho đến product model và anh sẽ cho đến destroy, truyền cái ID này vào. Đó, được chưa? Anh giả sử nếu anh muốn xóa thằng product đi, anh chỉ cần tạo ra một cái request ở đây sẽ là delete product. Delete product như thế này. Sau đó anh sẽ truyền đây với cái method sẽ là delete. Rồi. Chúng ta sẽ có cái link delete như thế này luôn. Anh xóa này. Đó, thì nó trả về kết quả này các bạn này. Là true, đã xóa thành công và dữ liệu chúng ta xóa là xóa một thằng. Đó, lúc này anh sẽ kiểm tra trong product thì sẽ không còn ai nữa, không còn sản phẩm nào nữa. Được chưa các bạn? Đó. Thì đây là bốn cái API liên quan đến thằng quản lý product. API cơ bản trước đã. Đó. Delete, create, update và delete. Đó, sau này chúng ta có thể mở rộng thêm, ví dụ như download file CSV các thứ thì chúng ta sẽ bổ sung thêm vào. Được chưa? Thì anh muốn là các bạn làm lại cho anh toàn bộ cái phần này ở trên máy của mình để các bạn hiểu hơn về cái phần mà anh đã làm. Rồi, thì buổi hôm nay chúng ta sẽ dừng ở đây nhé. Bây giờ dành chút thời gian cho Q&A. Các bạn có câu hỏi gì không?